Vâng, và tiếp tục sẽ là những thông tin cập nhật trên thị trường lợn hơi cả nước. Thưa quý vị, hôm nay giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng nhanh, mức giá cao kỷ lục 70.000 đồng 1 kg đã xuất hiện tại tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, tại miền Nam, giá lợn xuất chuồng cũng tiếp tục xu hướng tăng. Tại miền Đông Nam Bộ, giá lợn hơi hôm nay tại Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai duy trì mức giá 62.000 đồng 1 kg. Tại miền Tây Nam Bộ, giá lợn hơi cũng tăng, trong đó Tiền Giang lên mốc 59.000 đồng 1 kg, Bến Tre, Vĩnh Long 57-58.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác phổ biến từ 55-57.000 đồng 1 kg. Thị trường miền Trung, Tây Nguyên gần như không biến động. Nghệ An và Thanh Hóa tiếp tục duy trì 60.000 đồng 1 kg, cao nhất vùng. Các tỉnh khác phổ biến ở mức 56-58.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi chợ đầu mối gia súc gia cầm huyện Bình Lục, Hà Nam sáng nay tăng lên mức 68-70.000 đồng 1 kg, trong khi nguồn cung về chợ không còn dồi dào như các tháng trước. Giá lợn hơi xuất chuồng trong dân các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức từ 67-69.000 đồng 1 kg. Việt Nam đang từng bước kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số xã có dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy đã giảm mạnh từ tháng 6 đến nay. Trong khi đó, tại các nước xung quanh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trầm trọng và diễn biến phức tạp. Nguy cơ các loại mầm bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài vào nước ta là rất cao nếu không kiểm soát tốt vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi vừa đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra vào Việt Nam, trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra vào Việt Nam. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu biên giới, bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn ra vào Việt Nam. Tiêu hủy ngay các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp theo quy định. Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương, phối hợp tổ chức áp dụng các biện pháp triển khai phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành. Lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra vào Việt Nam. Tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép ra vào Việt Nam.